Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin 24 giờ. Bản tin cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh chính trị xã hội diễn ra trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Bản tin 24 giờ xin kính chào quý vị khán giả. Bản tin ngày 13 tháng 9 năm 2023 của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tin chính sau đây. Sáng ngày 13 tháng 9, khu vực xung quanh vụ cháy ở chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân vẫn đang được phong tỏa. Những hàng rào đã được lực lượng chức năng dựng lên để tránh việc người dân tới gần khu vực này xảy ra hỏa hoạn. Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được gấp rút tiến hành. Sau khi các nạn nhân trong vụ ngôi nhà 10 tầng ở số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội được đưa hết ra ngoài, bà Nguyễn Thị Hồng, tổ phó tổ dân phố số 20, phường Khương Đình vẫn chưa hết bàng hoàng và lo sợ. Bà Hồng cho biết vào khoảng hơn 23 giờ tối ngày 12 tháng 9, đám cháy bắt đầu xuất phát từ tầng 1 của ngôi nhà, sau đó người dân sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát to và lớn khiến cho nhiều xe máy bị cháy rụi. Lúc đầu nơi phát cháy chỉ nhỏ bằng bàn tay, tôi lấy bình xịt để dập lửa nhưng càng xịt thì cháy càng to. Sau đó lửa bén vào xe máy, gây ra nổ lớn, cháy lan ra tầng 1, khói bốc lên cao. Ngay sau đó mọi người gọi cứu hỏa, người dân từ các tầng tức tốc chạy xuống tầng 1 tìm đường tháo chạy. Thanh niên thì một số người thoát thân thành công, tuy nhiên nhiều phụ nữ, người già và trẻ con thì không may mắn. Khi nhận được tin báo của người dân, rất đông xe chữa cháy cùng lực lượng chức năng có mặt, nhiều người dân kịp thời cứu ra ngoài. Khi đó, mọi người xung quanh dùng chăn và nước để chống cháy và ngạt khói cho các nạn nhân. Đến 4 giờ sáng, lực lượng chức năng vẫn dùng đèn pin tìm kiếm những nạn nhân trong vụ cháy. Nghe tiếng nổ lớn lắm, xe máy của 45 hộ dân nổ rất lớn, cháy bốc lên cao, từ xa cũng có thể nhìn thấy. Buồn rớt nước mắt, nhiều người không chạy được, cho nên các cô chạy trước, chạy ngược chạy xuôi để cứu thương cho đến bệnh nhân đi ra. Bà Hồng không khỏi đau lòng trước sự việc xảy ra. Người phụ nữ trung niên có bạn là cặp vợ chồng khoảng 40 tuổi, sinh sống trong căn chung cư xảy ra hỏa hoạn. Bà liên tục gọi điện vào số máy của bạn mình, mong có hồi đáp. Anh Nguyễn Thịnh có bạn là chị NH Thu, sinh sống tại ngôi nhà xảy ra vụ cháy. Từ đêm qua khi nhận được tin, anh Thịnh vô cùng lo lắng, liên tục gọi hàng chục cuộc điện thoại đến số máy của chị Thu nhưng không nhận được hồi âm. Sáng ngày 13 tháng 9, tranh thủ xin nghỉ tại cơ quan, anh Thịnh vội vã đến đây để mong ngóng thông tin về gia đình người bạn. Gia đình bạn tôi sinh sống tại đây, vợ chồng cùng hai con, liên lạc mãi mà không thể được. Tôi giờ lòng nóng như lửa đốt, mong rằng mọi người được bình an, anh Thịnh nói. Theo thông tin ban đầu về vụ cháy, vào hồi 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ có diện tích khoảng trên 200m² với khoảng 150 người sinh sống. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố, lực lượng công an thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa. Đến 5 giờ ngày 13 tháng 9, thống kê sơ bộ đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Sáng ngày 13 tháng 9, trả lời phóng viên VTC News, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tính đến 7 giờ ngày hôm nay, bệnh viện tiếp nhận 20 nạn nhân vụ cháy chung cư mini trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Trong đó, 8 nạn nhân là trẻ nhỏ, 12 người lớn. Đáng chú ý có 2 nạn nhân tử vong ngoại viện, 1 nạn nhân đang rất nguy kịch phải thở máy. Theo bác sĩ Đào Xuân Cơ, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng phức tạp, vừa ngạt khí vừa chấn thương. Ngay từ khi tiếp nhận, bệnh viện đã hết sức nỗ lực phối hợp với chuyên khoa hồi sức cấp cứu chấn thương, chống độc, nhi khoa để kịp thời điều trị cho các nạn nhân. Bệnh viện đã tăng cường cả đêm để cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân vụ cháy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thông tin thêm, những nạn nhân nhẹ được đội ngũ nhân viên y tế động viên trấn an về tinh thần. Bệnh viện đang tổ chức hội chẩn toàn viện để nỗ lực phối hợp chuyên khoa trong bệnh viện cấp cứu điều trị tốt nhất cho các nạn nhân. Theo thông tin từ Bệnh viện Bưu điện, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, đơn vị này cũng tiếp nhận 2 nạn nhân, một người lớn và một trẻ nhỏ 6 tuổi. Trẻ được xác định tử vong ngoại viện. Hiện tại, sức khỏe của nạn nhân còn lại đã khả quan hơn. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 12 tháng 9 tại một chung cư mini nằm sâu ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân, Đại học phòng cháy chữa cháy với gần 20 xe chữa cháy đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Một số nhân chứng cho biết thời điểm cháy hàng chục hộ đang ở trong tòa nhà nên nhiều người bị mắc kẹt, nhiều người bị thương khi cố nhảy thoát ra khỏi đám cháy.
Đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực tầng 1 chung cư mini, nơi xảy ra hỏa hoạn là căn nhà được thiết kế 10 tầng, có khoảng 45 phòng, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên. Trong đó có một tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và một tầng tum. Mỗi tầng căn hộ tại chung cư mini Khương Hạ được thiết kế với 5 căn hộ, diện tích mỗi căn hộ khoảng 35-56m². Theo chia sẻ của người dân, khu vực ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình tập trung nhiều chung cư mini, nhà trọ, thu hút hộ gia đình trẻ, sinh viên của nhiều trường đại học gần đó như Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Hà Nội. Thời điểm xảy ra vụ cháy, lửa bốc rất mạnh, tràn ra ngoài ô thoáng và lan can sang nhà kế bên. Cột khói đen bốc cao ngùn ngụt, đứng cách xa cả cây số vẫn nhìn thấy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân, Đại học phòng cháy chữa cháy với gần 20 xe chữa cháy đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên do hiện trường nằm trong ngõ sâu nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng vất vả xuyên đêm để chữa cháy và cứu nạn. Như phóng viên Việt Nam đã phản ánh, theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát khoảng 23 giờ 20 đêm ngày 12 tháng 9 từ khu vực tầng 1, sau đó lan lên 10 tầng chung cư mini trong ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nơi xảy ra hỏa hoạn là căn nhà được thiết kế 10 tầng, có khoảng 45 phòng, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên, trong đó có một tầng hầm để xe, 8 tầng hầm căn hộ và một tầng tum. Thời điểm xảy ra vụ cháy, lửa bốc lên rất mạnh, tràn ra ngoài ô thoáng và lan can sang nhà kế bên, cột khói bốc đen cao ngụt, đứng cách xa cả cây số vẫn nhìn thấy. Là người may mắn thoát khỏi vụ cháy, anh Nguyễn Công Huy sinh năm 1982, sống ở tầng 3 trong căn chung cư mini bàng hoàng kể lại. Thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình anh chuẩn bị đi ngủ thì thấy khói đen bốc lên kèm theo tiếng chi hô thất thanh của mọi người xung quanh nên vội chạy ra ngoài. Gia đình tôi có 4 người, bao gồm vợ chồng và 2 con nhỏ. Sau khi chạy ra ngoài, tôi ngửi thấy mùi khét kèm khói đen bốc lên nghi ngút từ tầng 1. Khi phát hiện cháy, tôi đã thả thang dây từ ban công tầng 3 xuống, đưa các thành viên trong gia đình ra ngoài an toàn. Theo anh Huy, lúc xảy ra vụ việc, mọi người đều hoảng loạn và kêu cứu. Thời điểm cháy, hàng chục hộ gia đình đang ở trong tòa nhà nên nhiều người bị mắc kẹt, nhiều người bị thương khi cố nhảy thoát ra khỏi đám cháy, anh Huy chia sẻ. Đến 5 giờ 30 sáng ngày 13 tháng 9, lực lượng chức năng vẫn đang đưa các nạn nhân xấu số ra bên ngoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.